Mời bạn nam. Rồi bây giờ mình giới thiệu mình nha. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường xin chào tất cả quý vị khán giả trường quay và xin chào bạn nữ bên phía rằm bên kia. Dạ chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Anh, năm nay sinh năm 90 ạ, 28 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty thiết bị mầm non của miền Nam. Quê em ở đâu? Quê em ở Nam Định ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, anh chào bạn bên kia nha. Em chào toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phạm Thị Lưu, năm nay 23 tuổi. Em đang làm nhân viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. À quê mình đây luôn hả em? Dạ quê em ở Nghệ An đó chị. Nghệ An. Dạ. Mình có những ưu điểm, khuyết điểm nào mình có thể kể cho bạn gái nghe luôn? À ưu điểm của em thì là năng động. Năng động. Nhiệt tình. Biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Cũng được anh ạ. Món gì là ngon nhất? Theo em thì em thấy em nấu cái món mà nấu chuối ốc á. Món nó món nhậu à? Món chuối ốc là món nhậu à, nấu được. Nấu cho mình ăn không à. Chuối đậu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, bữa nào nấu cho bạn gái mới ăn được. Khuyết điểm là gì? Hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kiềm cái tính của em một xíu. Kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Đó, bên đây bạn là gái vậy. Thì sao nè? Điểm mạnh điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là chắc là không có điểm yếu á chị. Điểm mạnh là không có điểm yếu, hay quá. Vậy điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là không có điểm nào mạnh hết hả? Dạ điểm mạnh của em là thứ nhất là rất là chăm lành, rất là biết nấu ăn, thời thiên về gia đình đó chị. Bên đây nấu chuối ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em? Chắc là trứng chiên đó anh. Trời ơi khó dữ rồi nha. Được, cũng có tính hài hước ha. Rồi còn điểm yếu của mình? Dạ điểm yếu của em là chắc là cái chiều cao khiêm tốn đó chị, tới lại hơi lì lì xíu. Hơi lì lì. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lì với bạn trai thôi. Với những người khác thì ngoan. Dạ đúng rồi. Với bạn trai mình hơi lì. Dạ đúng rồi. À vậy thì tình trường mình sao? Có em rồi. Trải qua 2 mối tình đó chị. Mối tình chia tay gần đây là chắc là hơn 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì cái... Tại lì quá hả? Dạ không. Dạ thứ nhất là khoảng cách xa đó chị. Em nghĩ là không có hợp với chị. À. Nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. Em có biết lý do sao tao không chịu không? Quan điểm của em thì em sống thích sống ở trong đây á anh. À. Mà ở bên kia là muốn về quê đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Em lấy vợ em có muốn về quê, vợ về quê luôn không? Thì cái hướng của em thì lấy vợ thì em cố gắng có lập nghiệp ở trong này. Sau này về già thì lúc đấy thì hai vợ chồng tính. Về già mới tính đúng không? Ba mẹ em đang ở dưới, đang ở quê hả hay là vào đây luôn rồi em? Ba mẹ em đang ngoài quê chị ạ. À rồi. Già mới về đừng có lo. Ờ bạn trai tình trường như thế nào rồi em? Em thì đã trải qua 2 mối tình rồi chị ạ. Mối tình gần nhất á thì là do cái bạn nữ thì tập công việc làm DJ á. Thì em cũng không thích cho lắm. Em quen bạn nữ đó bao nhiêu năm? Em quen bạn nữ gần 2 năm. Lúc em quen bạn có làm lắm quán bar chưa? Chưa. Bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đơn giản lắm anh ơi, cao trên 1m7 được rồi. Trên 1m7? Dạ. Em là 1m mấy? Em 1m72 ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Rồi gì nữa em? Dạ có công việc ổn định, lo rồi. Được cho người ta rồi sau này lo được cho em rồi cho gia đình nữa. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ cái tính gia trưởng á chị. Em có gia trưởng không em? Hơi quyết đoán một chút chị ơi. Quyết đoán thì tốt nhưng mà gia trưởng là khác. Người đàn ông thì phải quyết đoán trong công việc. Đúng quyết rồi. Đoán trong mọi chuyện. Còn gì nữa được. Không ngoài tính gia trưởng cái gì em không thích nữa không? Ở dơ dơ á chị. Ở dơ? Dơ dơ không thích. Dơ dơ là sao? Dơ dơ là bừa bộn á chị. À em là xinh, công việc ổn định, duyên dáng. Lý do tại sao mà em phải cần nhờ đến chương trình? Chắc là cái tiêu chuẩn của em nó hơi cao xíu. Là cái người mà được cái điểm này thì nó lại không được điểm kia. À. Cho nên là em cũng thích. Là em hơi khó tính. Dạ đúng rồi. Hơi khó chứ không khó lắm. Bạn trai muốn tìm người bạn gái chuẩn như thế nào? Tại vì em cũng có hướng mà kinh doanh rồi làm việc nó dễ hơn một chút thì em xem vào cái tuổi tác hơn. Em hợp tuổi gì? Theo em thấy là tuổi em là 91 hoặc 95 thì được. Em 95 á chị. 95 hợp luôn, hợp luôn. Trời ơi, vô luôn, được rồi, chung quá luôn. Rồi. 95 hợp. Dạ chào chị. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Ví dụ mà tính của em đã nóng như vậy thì kiềm chế em khi mà ví dụ mà ở giữa đám đông như này. À, thì nên, cái sĩ diện cho em dạ, nên nhường nhịn một tí rồi tối về hoặc là lúc nào tâm sự riêng. Nhai em sao vẫn được. Cô này thì cổ lì lì thì em có chiều được cổ hay là em có cái chiêu gì để có thể trị được cái lì đó của cổ không? Lì lì thì em cứ nhây vậy ạ. Cứ càng lì em càng nhây. Coi như em lì hơn đúng không? Em có phải là mẫu người ga lăng lãng mạn không?
Em thì ga lăng thì có nhưng mà lãng mạn thì ít, em thực tế hơn. Thực tế hơn. Ví dụ mà nay ngày 8 tháng 3 anh dắt em đi ăn uống gì đó thì được, chứ bảo mà tặng quà thì... Tặng quà cũng không được luôn hả? Không phải, ví dụ tại vì cũng không biết là tặng quà gì, em thích là thực tế hơn, bảo là ví dụ em muốn cái đầm hay cái váy gì đó. Ừ thì cái đó cũng là tặng quà, không có nghĩa là không có tặng những món quà lãng phí, chứ không phải là không tặng quà. Phụ nữ á, đôi khi vật chất họ cũng cần, nhưng mà cần cái tinh thần nhiều hơn. Ít nhất cũng phải có một bó hoa nào đó. Biết rằng cái đầm, cái váy nó mắc hơn, nhưng mà hoa nó vẫn là cái tinh thần nó. Em tặng hoa nó khác. Cái hoa dại bên đường em tặng được kèm theo cái đầm. Bây giờ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Em thì nếu mà dự tính mà hai bên đồng ý thì sang năm cưới. Em có đủ khả năng tài chính để mà lo cho bản thân em vững chắc rồi vợ con sau này chưa? Em ổn. Tự tin. Dạ. Rồi được. Chị được đưa đưa không chị? Được cưng. Trước khi anh qua anh xem mặt thì em nói cho anh cái mẫu hình lý tưởng của cô gái mà em đang hướng tới như thế nào? Có nước da trắng là đầu tiên. Da trắng. Cái khuôn mặt nó ưa nhìn. Trắng thì phải ưa nhìn rồi. Cái chiều cao thì từ 1m55 trở lên. 55 trở lên hả? Em có 50 anh ơi. Trời rồi. Mất 5 phần. Đôi dài anh tớt, đôi dài anh tớt. Thôi về đi giày được rồi đấy. Thôi được rồi, để anh qua kiểm tra coi. Mất 5 phần sau. Dạ dạ. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương quá. Rất là xinh ha. Lỡ ngày 8 tháng 3 này kia anh không mua hoa cho em thì sao? Không sao, em không thích hoa, em thích quà hơn là hoa. Trời ơi. Dạ. Phụ nữ thì cũng lạ nha. Anh này anh không thích lãng mạn. Em dạy được. Em dạy luôn. Được. Được. Anh không nắm tay em thì em nắm tay ảnh gì đâu. Đôi khi phụ nữ chủ động cũng là điều tốt. Dạ. Đàn gái. Dễ thương. Dễ thương. Chấm rồi đó em. Thì bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sao rồi mình cho gặp mặt luôn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai, chị ruột em với lại anh họ với lại mấy đứa bạn em anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý khán giả đang ngồi trong trường quay. Chị thấy em trai theo cái tiêu chuẩn của em thì cũng được đến mấy 10% rồi đó. Nhưng mà về cái tính gia trưởng em nói thì có lẽ hạn chế bớt. Chị cũng thấy là cũng được. Thì nếu như mà hai em có cơ hội thì nên cho nhau để tìm hiểu thêm. Em nói gì chị hai đi em. Dạ em chào chị. Tính gia trưởng của em ấy, thì em cần một người để kiềm chế em thì em kiềm chế được. Mà anh nghĩ rằng em gái của em sẽ kiềm chế được đó. Thấy là nó ngã liền là không sao chứ. Giờ em hứa với chị gái gì đi, cho gái tin tưởng em chút xíu đi. Nếu mà bạn gái bên kia mà có bấm nút mà hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, em hứa với chị là không cho bạn gái em tất cả nhưng mà sẽ cho người ta hạnh phúc nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Bạn trai hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với sếp và đồng nghiệp của em và chị gái em ạ. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ, chào các bạn khán giả. Em trai chị ấy thì nó nóng tính thật nhưng mà nó là một người có trách nhiệm. Là một người của gia đình đấy em ạ. Nó lựa chọn vợ ấy thì cái tiêu chuẩn hàng đầu của nó ấy là một người mà biết chia sẻ khó khăn với nó. Ý kiến sếp sao? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Bạn gái này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mong là hai bạn cho nhau một cơ hội để đến với nhau thì sẽ tốt hơn. Rồi. Mà mình nhắn rủ thêm với bạn Hoàng Anh là bạn này là sinh ra là do bạn cho bạn á. Em cảm ơn anh. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Màn lên đi. Không gian này là của tụi em nhé. Mời các bạn. Chào em. Dạ. Thì đến chương trình thì có bó hoa và món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn. Ấm vô. Này này của hồi môn hay gì anh? Vậy mà nói là không lãng mạn. Có hoa rồi, có quà. Cái đó cái gì nữa trên bàn còn cái giỏ gì? Em có chuẩn bị cho bạn gái món ăn sáng. Rồi. Em cộng đồng quá. Là cái gì vậy em? Chuẩn bị kỹ cái chàng. Là cái gì sao chị? Tôi giờ mới thấy bạn muốn hẹn hò mà chàng trai nấu cho bạn gái luôn. Đây là chị đưa em cho em mở chứ nào chị mở thì kỳ quá. Cái này cơm chiên Dương Châu á đúng không anh? Chuẩn bị kỹ vậy ta? Đây là hộp kim chi. Em nhìn theo quý vị bên dạy em xin anh chị nha. Thử nếm đi em. Kim chi em làm hay em mua? Cái này là chị gái em làm ạ. À. Em cơm cho... là em chiên. Dạ. À, phải cơm, ăn cơm, cơm, ăn cơm. Cơm là ảnh chiên. Cái này ngon lắm anh. Cái này chị làm để anh ăn. Gì vậy? Em ăn cơm của ảnh kìa. Ngon không? Ừ được. Đó quà tặng em đó. Dạ. Công nhận á là đầu tiên anh thấy cảm tình rồi đó. Chuẩn bị rất là kỹ càng. Có phải hoa nhờ chị làm kim chi nữa ha. Có quà, có được. Đồ ăn tuyệt vời. Giờ bỏ qua chuyện ăn uống đi nha. Chúng ta bắt đầu 2 phút lại từ đầu nha. 2 phút bắt đầu. Anh thấy em như thế nào?
cái cảm giác đầu tiên của anh nhìn về em ấy thì đúng là một người cô gái ấy dễ thương. Em cảm ơn. Nhỏ nhắn. Dạ. Có nước da trắng. Em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai. Hay đi chơi với người ta, anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì đấy là bạn thân ok thì không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tình cảm giữa hai đứa tin tưởng với nhau để không để người ta hiểu nhầm. Cái gì cũng có mức giới hạn thôi. Anh có gì muốn hỏi không? Muốn đón cha mẹ anh vào đây. Dạ em thì nghĩ... em có ý kiến gì không? Em nghĩ vậy cũng ok, tại vì em cũng muốn sống chung với ba mẹ chồng. Ồ. Dạ. Trước khi tiến hành bấm nút thì có hát bài nào tặng cô gái không? Đó. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường lòng người bước qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man, và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Được rồi, không này lãng mạn lắm đó chứ, đừng giỡn nha. Được, chúng ta có thêm 30 giây nữa để nói những suy nghĩ của mình về người đối diện. Nãy giờ mình suy nghĩ thế nào, trái tim mình có một chút gì rung động chưa? Cái tính cách của em thì anh cũng chưa biết, thì mình cứ cho nhau cơ hội thì mới biết được cái tính cách của nhau mà còn thiếu cái gì để bổ sung cho nhau. Em cũng nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi. Dạ. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định đó các bạn nha. 1 2 1 2 A. Rồi. Sao vội vàng quá vậy cưng? Dễ thương quá à. Nhưng anh nghĩ rằng cô ấy đủ bản lĩnh để kềm chế anh này đấy. Đúng rồi. Chàng trai dễ thương mà. Cũng ga lăng lắm chứ không phải là không lãng mạn đâu nha. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Ấy, nói với bà chị đi, xin chị một tiếng đi. Hai đứa thì cho nhau cơ hội thì xin phép chị và các anh chị bên phía em gái cho em thơm má. Được không chị? Chị khóc rồi kìa. Thấy chị cảm động chưa? Được hai anh trai hả? Rất cảm động. Thôi, mình làm nhiệm vụ của mình đi em. Chị nói rồi. Sao chị lại khóc? Em nắm được chặt bàn tay của người em tin tưởng. Hy vọng đấy là quyết định của em. Và hai em nên tìm hiểu kỹ nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được gặp gỡ. Và chúc cho chương trình ngày càng phát triển, thu hút nhiều người xem và nhiều người có cơ hội để đến đây tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay sẽ có chị Thanh Trúc là biên tập của chương trình hẹn trưa phỏng vấn mình nha. Dạ. Thảo ơi, giới thiệu bản thân giùm mình đi ạ. Giới thiệu bản thân của chị, dạ Lê Hoàng Thanh Thảo. Sinh ngày 2 tháng 11 1986 chị ơi. Hiện tại là em làm bên dược. Dược dạ, là em mình còn làm độc thân. Viên dược hả? Dạ. Trình viên hả? Gọi là trình dược viên đúng không? Dạ không, dược nó có nhiều mảng. Trình dược viên là bên mảng kinh doanh, bên mảng sale. Em bên mảng kho. À, nghĩa là em ôm cái kho đó. Ai muốn lấy thuốc gì là phải thông qua em. Đúng rồi. Dạ, dữ ha, được á. Trời ơi, vậy là mùa dịch vừa rồi là em là trùm rồi. Thuốc thang đồ đâu. Em đâu có trùm đâu chị, em chỉ làm bá chủ thôi chứ em có trùm. Trùm cuối là shop em, trùm cuối là shop em chỉ làm bá chủ thôi dạ. Con người ta mua thuốc không có, mua cái này không có, mua cái kia không có, vượt bội. Rồi, quê quán Thảo. Dạ, quê Nha Trang chị ơi. Ừ, đang làm ở Tân Bình hả? Dạ đúng rồi, em làm ở Tân Phú. Ở Tân Bình, ở chợ Tân Bình. Làm ở Tân Phú, rồi bây giờ chia sẻ bản thân giùm mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu, tình trường như thế nào? Ghê ghê vậy. Điểm mạnh đó hả chị? Em cũng biết em nói làm sao luôn á. Nói chung thì tính tình thì em hơi mạnh mẽ chút xíu. Tại vì làm cái mạng cái nghề này thì nó hơi thiên về cái sự quyết đoán với lại mạnh mẽ. Tại vì mình làm bên kho thì mình phải có sức bốc. Dạ. Còn cái nhược điểm của em hả? Nhược điểm của em thì chắc là hơi nói nhiều. Dạ. Rồi tình trường của em hả? Tới hiện tại bây giờ là cũng chắc cũng độc thân khoảng 6-7 năm gì rồi đó. À, thì có bao nhiêu món chia sẻ ra coi.
thì có hai mối tình đó chị, một thời là thời đại học, rồi xong ra trường cũng có một mối tình nữa. Dạ. Tay vậy cái đại học thì thôi tôi không nói, mà ra trường là cũng đã lớn hơn rồi sao không được nữa. Dạ chắc nó có nhiều cái vấn đề, ví dụ như sau khi mình tìm hiểu nhau mình cảm thấy là mình không hợp, có nghĩa là về cái lối suy nghĩ, cái cách suy nghĩ, cái quan niệm sống, và mình cảm giác là nó không hợp đủ nhiều thứ, mình không thể dung hòa được thì mình tạm ngừng. Vậy cái mối tình đó chắc cũng khoảng 3-4 tháng gì à, hết rồi đấy chị. Là có mỗi mối tình đó thôi, cách đây 6-7 năm đó đúng không? Dạ đúng rồi, vậy đúng rồi. Rồi vậy theo mình cái lý do tại sao mình không tìm được người yêu mà mình phải vô chương trình? Cái này á hả, em đăng ký nhưng cũng lâu lắm luôn rồi đó. Cái xong rồi như là cái nào mình cũng không được, cái mình cảm giác là thôi mình đi kiếm tiền, mình thấy nó thú vị hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình có tuổi rồi thì mình cũng thích có một người để chia sẻ. Dạ, chia sẻ trong công việc. Thấy đâu có phải là bị mất niềm tin gì đâu mà tự nhiên cái mình nói thôi mình đi kiếm tiền nó tốt hơn. Dạ không phải là mất niềm tin, nhưng mà nghĩ là ví dụ như cái tinh thần của mình, ví dụ như cái vật chất của mình nó thoải mái thì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ thoải mái. Thì khi mình có một mối quan hệ mới mà hình như là có cái nghề quen tàn nữ không ạ, chứ không có nam. Nên em rất là khó kiếm. Mà có quen như chẳng nữa là quen tàn mấy người nhỏ tuổi hơn, mà mỗi người nhỏ tuổi hơn thì em giống má người ta quá chị ơi. Không nhìn trẻ chứ, 86 mà trẻ nè, tôi cũng tầm tuổi đó nè, tôi cũng bằng tuổi nè. Không, chị đẹp ghê, thiệt. Sao bì quá. Sao bì thiệt. Chị đáng tôi đàn ông còn là háo sắc thôi hà. Cho nên bây giờ, không mà thật ra thì cái ngoại hình, tại vì hồi mà tôi đẻ xong tôi cũng 70-80kg mà. Nhưng mà ý là mình dạ. Cho mình dạ. Cái hút riêng của mình. Dạ, dạ. Nó có làm mình bị ấy không? Bị thiếu tự tin gì không? Dạ không, thiếu tự tin, dạ không. Em tự tin vào cái mảng em nói chuyện lắm chị. Nói chuyện em nói chị có duyên lắm. Em chỉ thiếu tự tin vào ngoại hình của em thôi. Mà bây giờ đàn ông người ta yêu bằng mắt nhiều hơn, chị thấy đúng không? Phụ nữ mình yêu bằng đôi tai, chứ đàn ông người ta yêu bằng mắt. Nên là bây giờ người ta nhìn mà người ta cảm giác là mình có sức lôi cuốn thì người ta mới quen. Mà người đàn ông nào mà ví dụ như cảm thấy mình là cái lúc mình xấu nhất mà người ta vẫn thương, dạ, thì cái người đó mới đáng trân trọng. Mà cái công việc của em đâu có ai ngắm em đâu, không ai ngắm em hết trơn đó, nên là em làm biết trang điểm lắm. Thì cũng đúng rồi, nhưng như vậy là nó cũng ảnh hưởng, nhiều khi mình đi đâu không, giao du bạn bè rồi thì như thế nào? Dạ thì cũng có đánh chút xíu son rồi mặc đầm rồi lên vậy thôi là hết rồi đó. Rồi, rồi không ai làm mai luôn hả? Vậy bây giờ không ai làm mai luôn, trong đó là đồng nghiệp rồi không ai mốt. Làm mai hả chị? Làm mai hả? Em sợ cái làm mai quá, nhưng mà em mới nhờ chương trình nè. Thì chương trình cũng làm mai. Thì chương trình làm mai em nghĩ nó sẽ vui hơn là người khác làm mai. Ok, bây giờ thích tìm một cái người như thế nào? Mô tả là ngoại hình, công việc, quê quán, chi tiết ra. Chốt. Dạ, em chỉ thích một người đàn ông người ta có tính trách nhiệm, công việc ổn định. Họ có thể lo được, thu nhập được cho bản thân của họ, họ không phụ thuộc vào mình là được. Rồi công việc gì cũng được hả? Nhân chị. Dạ. Rồi công việc của ảnh á. Cái công việc của ảnh thích công việc gì? Công việc gì cũng được hết chị. Mình đâu có cần phải chú trọng là người ta phải làm văn phòng hoặc người ta phải làm xây dựng công trình gì đâu. Chỉ cần có một công việc, có nghĩa là họ phải có công việc ổn định. Cho em 21.000 không? Dạ. Sao chị? Tài xế được không? Tài xế à? Ôi, mình sớm mấy ông mới lăng nhăng qua vậy cũng được chị ơi. Trời, ok. Dạ, rồi cái ngoại hình ngoại hình là phải cao hơn em. Em thích đàn ông phải cao hơn em. Cao bao nhiêu? Muốn nói luôn đi, cao nhiêu? Nói. Dạ, em cao 1m60, em cao 1m55 á, thì em muốn một đàn ông nó phải cao 1m67 hoặc 68. Chứ mà cỡ bằng em là hai đứa là nghe nhau là mốt là không có lấy đồ được. Ví dụ như còn lấy món hàng gì đó mà anh ơi lấy giùm em cái để anh bắt ghế lên là thôi em thấy tèo rồi đó. Rồi tuổi tác sao nè? Lớn hơn em, nhỏ hơn em là không được. Nhỏ hơn em là má người ta rồi đó, em chịu. Lớn hơn bao nhiêu, tối đa bà lớn hơn bao nhiêu được nè? Lớn hơn em phải 6-7 tuổi.
Gì? 68 hả anh? À lộn, 68 hả chị? 68 là đẻ em được không rồi đó. 68 là đẻ em được rồi, em chịu. À, ví dụ mình 35 đi, giờ anh 45, được không? Được, 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 được. Được. Được, được chị. Rồi nhưng mà Thảo ơi, có một cái chị hỏi đó là nếu cái tầm tuổi đó người ta đã ly hôn rồi thì mình chịu không? Người ta có nuôi con không chị? Nuôi con luôn. Người ta nuôi con hả? Em bỏ xe cho anh hết rồi á. Chị chờ em xíu nha. Em bỏ xe cho anh hết. Không, không đi phía gì hết. Sài Gòn đi phía gì hết chị ấy. À, được chị ơi, con lớn không? Con thì có lớn em chấp nhận tới mức nào? Em chấp nhận tới mức nào thì em cứ nói đi. Ví dụ như là em thích là ly hôn không có con, hay em thích như thế nào em nói chị. Ý em sao? Ừ. Em thích, thì dĩ em nhiên thích ly hôn không có con. Em thích ly hôn mà không nuôi con á. Tại vì nuôi con nó có rào cản lắm. Có nghĩa là con, nhiều người đàn ông người ta thương con thì con chịu thì ổng mới chịu. Còn con không chịu được thì ổng sẽ không chịu. Tại vì những người đàn ông người ta thương con, người ta mới nuôi con. Chứ không có người phụ nữ nào mà sanh con ra mà không có nuôi con hết trơn á. Trừ khi họ không đủ điều kiện. Mà nếu như họ không đủ điều kiện thì họ bằng mọi giá họ phải đủ điều kiện để họ giật con về để họ nuôi con. Kinh nghiệm. Cho nên là lẹ lẹ đi nha. Chứ mai mốt không có chọn được à. Cái này rồi bây giờ thôi chị mình ơi, em chỉ nói theo quan điểm cá nhân của em thôi. Lỡ biết đâu dù như em gặp anh đó, em thích anh đó, anh nói thôi giờ anh có con em cũng chịu, em khỏi đẻ cũng được, để em nuôi con anh. Dạ, phá ừ. Phải không chị? Phá đúng không? Phá liền. Là không muốn, không có ý định sinh con hay sao? Khỏi đẻ cũng được đó, là ý mình là sao nè? Dạ để ông dụ đi, ông dụ khi nào mà ông dụ được cái dính bầu đẻ, còn ông dụ không được thì thôi. Dạ không, mình là làm trong cái ngành y rồi này nọ nè, tuổi mình thì mình sanh rồi mình thấy sao không, mình chia sẻ rồi nếu mình biết mình nói giùm nha. Ba mấy tuổi được không? Ba mấy tuổi đẻ được mà chị, 42 tuổi đẻ vẫn còn được, đẻ thường không được thì đẻ mổ, quan trọng mình có đủ sức khỏe để mình ôm một cái khối lượng 9-10 kg trong bụng mình hay không ấy chứ. Rồi quan trọng mình có đủ sức khỏe để mình rặn ra hay không á. Mình rặn không được thì mình nhờ y khoa can thiệp. Dạ. Nghe khổ ghê, nghe nó cực á, nó cực. Tại mình lớn tuổi rồi. Ủa chị sanh rồi mà sao mà chị nói vậy vậy? Chị sanh rồi mà sao chị nói kỳ vậy? Chị nói giùm em đó, chị nói giùm em chứ con chị 10 tuổi rồi. Ồ vậy đó hả? Trời con lớn quá ha. Nè cho nên bây giờ mà tôi thấy cái cảnh mà ôm đứa nhỏ xíu mà thức đêm hôm với nó nữa, trời ơi thôi tôi mệt mỏi. Quái lắm. Dạ. Thôi kệ đi chị, con là lọc trời cho. Nhiều khi ghi trời không cho mình không được. Mỗi người phải nên trải qua. Thì tại tôi trải qua rồi thì tôi xong rồi đó. Ai chưa? Ủa chị ơi, chị tên gì vậy? Chị tên Hana Nguyễn hả? Ừ, Hana là cái tên nickname vậy thôi. Còn chị tên là tên Trúc. Nếu như mà Trúc. Mình qua cái vòng này xong á, thì có gì vô chị sẽ gọi chị trao đổi nhiều hơn ha. Bữa nay mình nói chuyện sơ sơ vậy. Mình có tài lẻ gì không? Thật. Chị Trúc. Chị tên chị cũng đẹp mà người chị cũng đẹp giống cái tên quá ha. Tên đẹp người trời cũng héo, đẹp luôn. Ghê luôn. Bà héo miệng ghê. Em hả? Mà tài lẻ hả? Dạ. Ừ. Tài lẻ hả? Nấu ăn chị? À. Còn nấu gì nữa ăn. Không? Ca hát. Ca hát. Hát karaoke ghê lắm nha. Hát là tàn là nhạc chạy theo em chứ em không chạy theo nhạc được nha. Đâu bây giờ hát vài câu nghe chơi. Hát chị. Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi. Đó em hát được đó là còn không nữa em hát được. Bà thay đổi rằng bà kiếm chồng. Bây giờ bà hát tình yêu rồi đi. Bà hát con nít rồi sao? Trời ơi. Hát tình yêu hả? Thua rồi, em hát tình yêu chắc em hát không được quá chị ơi. Chắc em đọc rap được thôi chứ giờ bị em hát là em hát không có được nha. Biểu em đọc rap không, thì đọc được. Nha, đừng có ráy nha, đọc thơ đọc rap gì nó có năng khiếu văn nghệ tí xíu cho nó vui ha. Dạ. Còn muốn cho cái đó nhảy hip hop hay muốn làm gì đó làm. Ồ sập sân khấu liền đó, cho em nhảy hip hop là em sập sân khấu liền đó. Không sao, cần đo trước khi mà cho em lên rồi em yên tâm. Dạ. Bây giờ nè, mình gia đình của mình là ở, hồi nãy em nói ở đâu ta, Nha Trang hả? Dạ đúng rồi, ở Nha Trang chị ơi. Và ba mẹ vẫn còn ở ngoài đó. Dạ đúng rồi, ba mất rồi chị, còn mẹ không à. Ừ. Rồi. Rồi sau này mẹ ở ngoài đó có ai ở ngoài chung với mẹ không? Anh chị em gì không? Dạ không, có mẹ một mình ngoài đó thôi.
Em còn đứa út nữa, em còn thằng em nữa. Rồi, em không thích điểm gì ở đàn ông nè? Đào hoa. Trời ơi, chồng mình phải làm sao mới có nhiều người thích chứ, tự nhiên cái không thích điểm đó rồi ổng thấy ghê, ai mà mê.